The Shine bị khóa vĩnh viễn Arc Rank Hàn, server Hàn thanh trừng toàn bộ IP Trung Quốc. Hôm qua 12 tháng 1, trong một buổi livestream như bao ngày, The Shine đã nhận thông báo tài khoản Hàn Quốc của anh bị cấm vĩnh viễn. Điều này thực sự gây bất ngờ với khán giả và cả các fan khi The Shine là tuyển thủ người Hàn và gần như không giao tiếp với đồng đội trong trận, chứ đừng nói là gây hấn hay toxic. Trước đấy đã có rất nhiều vấn đề xung quanh việc tuyển thủ Trung Quốc phá rank, thái độ tiêu cực như con á chốc của Trinh Thiên trong trận cùng Faker hay sự việc các thành viên Li Ning bị banner cao Hàn. Điều này dẫn đến làn sóng tranh cãi từ cả cộng đồng Hàn Quốc lẫn Trung Quốc về vấn đề nhạy cảm này. Để giờ gần đây, LPL đã xây dựng hệ thống Champion Queue dành riêng cho các tuyển thủ của mình khi phần lớn họ đều đã bị cấm cửa tại máy chủ Hàn. Có lẽ sự việc của The Shine đến từ việc người chơi đường trên của Weibo đang thi đấu tại LPL và dùng IP Trung Quốc nên hệ thống auto ban tài khoản của anh chẳng vì lý do gì. Rất nhiều người đã chia sẻ những bình luận thú vị như người Hàn nhưng không được đánh rank Hàn hay The Shine bị Korean ban. Nhiều người có nhắc đến sự việc gốc Hàn nửa mùa của Doi Mi thời gian gần đây.